cha con cũng như tôi đâu xin cáo lỗi cùng tất cả các anh chị, các cô, các chú, các bạn đồng nghiệp, các em, các fan là vì hôm nay quá trễ, là vì kẹt xe quá trời đất luôn, trời mưa ngập đường từ nhà Long lên đây gần 2 tiếng đồng hồ, cho nên là có sự chậm trễ và mọi người cũng hỷ xả cho ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 17 tháng 10, là cái ngày mà hai cha con Long được sinh ra đời. Dạ, hai cha con sinh cùng ngày, cùng tháng nhưng mà khác năm. Dạ, con thì sinh năm 2002, còn Long thì sinh năm 1966. Long thì năm nay 59 tuổi, còn con Long thì năm nay 22 tuổi. Nếu nói số năm thì nghe nó quá lớn. Thời gian thì trôi qua một năm 365 ngày. Vậy mỗi năm, tại sao biết mà cứ chớp mắt cái là thấy tới năm rồi, chớp mắt cái là thấy thêm một tuổi. Bây giờ đứng đây mà chớp mắt cái là năm sau Long làm mừng thọ rồi. Long mong rằng năm sau mừng thọ Long cũng sẽ được mọi người tới để chia vui cùng với cái cuộc đời, cuộc sống mà hiện thời Long đang có. Long đang có một cuộc sống nó rất là an nhàn, chỉ biết lo và mong rằng đem lại hạnh phúc cho gia đình, đem lại nụ cười cho khán giả, đem lại những vai diễn thật tốt cho sân khấu cải lương. Và đặc biệt hơn nữa là Long mong muốn rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và dành nhau những cái tình cảm chân thành nhất. Điển hình như ngày hôm nay là dù trời mưa gió nhưng mà bạn bè, các anh, các chị, các cô, các chú và các fan của Long đều đến đây để chung vui. Đó là cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Hy vọng rằng là không phải là ngày hôm nay mà mãi mãi mọi người sẽ dành tình cảm đó cho Long đến cuối cuộc đời này. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng với Jisoo, con có đôi lời cùng với các cô các chú như là bạn bè của con trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, con trước hết con xin cảm ơn cô chú và bạn bè anh chị đã yêu thương con, yêu thương ba con đã đến chung vui cùng với con với ba con. Mặc dù là mưa gió và kẹt xe dữ lắm nhưng mà mọi người cũng đến gần như là đông đủ, cho nên là con chỉ biết là cảm ơn và biết ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là mọi người vẫn yêu dành tình cảm đó, yêu thương con với ba con mãi như vậy. Dạ, cảm ơn. Và Long cũng xin chia sẻ cùng với mọi người là mấy ngày hôm nay Long rất là bận bịu với lại một cái kịch bản để dựng cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long đi thi hồi diễn sân khấu. Cho đến giờ hồi nãy là tới gần 5 giờ thì anh em mới buông tập ra và Long chỉ lên không kịp thay bộ đồ, không kịp tắm luôn. Mọi người nếu mà lát nữa nghe có Long hôi thì cũng xin thông cảm dùm. Chưa tắm, chưa đã thú thiệt luôn, sợ trễ quá. Nhưng mà có xịt dầu thơm lớp cay cho nên nó cũng được. Dạ. Sự mặc áo nhẹ đi. Dạ, có một sự mặc áo nhẹ. Dạ, mong rằng là hôm nay tất cả mọi người sẽ cùng chung vui với Long, dù cho có mệt như thế nào thì Long sẽ cố gắng cùng với mọi người vui trong ngày hôm nay. Mình sẽ uống cho tới khi nào mà Long xỉn thôi nha mọi người ơi. Lâu lắm rồi Long không có được say. Long hy vọng là ngày hôm nay mọi người cứ việc cho Long uống đi, uống chừng nào lắm đi xe ráp về. Kim Tiểu ơi, bữa nay mình uống đi rồi xong rồi mình lấy huy chương nha. Dạ quý vị ơi, quý vị khách quý ơi, một sự chậm trễ vì có lý do, rất mong tất cả quý vị thông cảm bằng những tràng pháo tay thật to, thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ đây là thời khắc rất là quan trọng. Thầy thêm một tuổi nữa rồi, em định hát một bài tặng thầy nhưng em xúc động quá em hát em sợ không được, nên là thôi để bài hát đó tối nay về em hát em chúc mừng sinh nhật thầy. Dạ. Bài gì vậy? Không, nó không vô chủ đề lắm. Nên là bây giờ thôi em được mọi. Dạ, chị tình chị đau rất lớn. Chị đói lắm rồi em ơi, em làm em xin nhanh nhanh giùm chị tí. Nên bây giờ vô vấn đề chính quan trọng ngày hôm nay, đó là chúng ta
vỗ tay theo bài Happy Birthday và hát theo để chúc mừng sinh nhật cho nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và bé Gia Hân. Yeah.